chúng ta cố gắng cùng nhau làm sao để tư duy Bác học nhưng mà ngôn ngữ Bác hai. Tức là mình cố gắng suy nghĩ nó rất là sâu sắc, thấu đáo, chứ không có hời hợt và không có manh muốn, rất là hệ thống, rất bài bản. Nhưng mà ngôn ngữ Bác hai tức là mình phải, Bác hai là nói ra thì Bác hai nói ai cũng hiểu hết. Bác hai rất là đơn giản, Bác hai là Bác hai lúa đó. Cho nên là nếu mà tư duy Bác học thì mà ngôn ngữ Bác học thì chỉ có Bác học hiểu thôi. Chứ Bác hai không hiểu. Nhưng mà nếu mà tư duy Bác học mà ngôn ngữ Bác hai thì ai cũng hiểu cả. Nhưng mà cho nên nếu mà kết hợp được hai cái đó thì sẽ tốt nhất. Cái thứ hai nữa là thường. Như Einstein có nói một cái câu mà tôi không nhớ chính xác từng chữ, mà có cái ý rất hay. Einstein bảo là khi mà bạn diễn đạt một điều gì đó cho người khác mà khiến cho cái người mà có cái chỉ số thông minh trung bình trở lên đó, không hiểu được, có nghĩa là bạn chưa thực sự hiểu về nó.